dụng à? Thanh tra viên à? Đây nhá. Đây buồng nào đây mà. Anh cứ quay thôi, không sao. Vâng, em vẫn quay bình thường mà anh, bọn em được theo quay mà. Em cầu lên cho anh xuất trình bằng lái như tờ xe. Chưa đề cơ anh quay anh đâu. Anh có để ở trạm. Anh bây giờ, hiện tại anh đang bắt em ở đâu mà anh bỏ em về trạm? Anh cứ mang chưa đề cơ anh em xuất trình bây giờ anh xem còn đâu. Cơ dừng ở đâu thì cân ở đấy chứ làm gì có chuyện bây giờ bọn em sang ở đây. Vâng đúng rồi. Anh làm phải có chốt có chạm cho anh đi anh lại anh bảo là bắt xe em cái chuyện ấy. Vâng vâng, anh thì có cả vị trí nhá. Vâng vâng. Có cả vị trí đi tuần đi. Lỗi của em đến đâu em xử lý đây em không ngại cả anh. Vâng vâng. Chào các anh. Đây nha đội anh Nguyễn Đình Phụng à, thanh tra viên à. Đúng rồi. Thanh tra sở giao thông vận tải Hải Dương. Đây là tuần tra bác xe bằng hai người nhá. Tôi có rồi. Anh anh được phép làm ở đâu mà anh ra đây thì anh cho em xem đấy. Tôi kiểm tra các anh, rồi hạch sách chúng tôi. Ô hạch sách là đúng, bọn em được quyền hạch sách các anh như các anh này không có hạch sách. Hỏi tôi trả lời có gì đâu. Em là công dân, bọn em hiểu luật chứ không hiểu đâu mà anh. Anh thích làm thì làm. Rồi. Anh cứ đọc đấy. Đây ông xem trực tiếp đi. Rồi đây em quay cả đây rồi. Xem đi. Cái có bằng chứng này. Kế hoạch của cái anh sao? Rồi anh nghe. Để xem cái anh làm đi. Cái chạm nào thì chạm đây, anh đang ở trong cái giấy này anh đưa cho em này, em phải được phép quay và chụp. Anh lại bổ lần đây đâu? Ông chụp ông chụp vào máy không? Em đây em quay luôn, sao phải chụp anh? Quay đồng hoàng luôn, tại vì bọn em làm nó phải có bằng chứng. Anh làm nó không đúng thì anh phải chịu trách nhiệm, có gì đâu. Đương nhiên. Sợ thôi này thôi nha. Trạm bên trạm thu phí Cầu Bình. Đây sẽ lại ở Cầu Bình, sẽ lại anh mang ở đây nhá. Đây nhá. Hiện tại thanh tra Sở Hải Dương mang giấy đây, này ra nhá. Giấy. Anh cứ để em xem từng tờ. Ông chụp cái tờ. Em cả tờ nào em cũng quay hết nhưng đây hiện tại đang ở Cầu Bình nhưng anh đang mang đây này. Đây nhá. Để em đọc kỹ đồng hàng đây có cả video chụp đây rồi nhá. Thế này, các anh cứ làm đúng thì còn các anh làm sai các anh phải chịu thôi. Bọn em đây. Nếu anh làm sai các anh chịu có đơn mà. Yên tâm đi. Đây nhá, thanh tra của Hải Dương nhưng mà mang ở giấy ở bên Cầu Bình sang đây nhá, sang của thành phố Hải Dương đấy nhá. Đấy là người ta kẹp vào đấy. Anh cái việc em kẹp hay không em không biết, chỉ biết bây giờ anh mang giấy thì ra hiện tại đang có ở đây. Anh hiện tại đang làm chưa đúng đâu. Thông báo với anh Nguyễn Đình Phụng nhá, Nguyễn Đình Phượng nhá. Ôi em vừa quay cả anh rồi. Quay cả về số xe và các anh trên chân. Ở đây em kiểm tra được còn các anh làm giấy tờ hiện tại đây giấy tờ này là chưa đủ bằng chứng và công văn đâu nhá. Anh quay em anh phải xin phép em đấy. Không tôi chụp tôi. Anh quay. Chụp anh cũng phải xin phép em đấy. Tôi không quay nữa. Hiện tại anh đang xâm phạm vào quyền công dân của em nhá. Đây nhá anh Phụng nhá. Chúng tôi được anh quyền nhá. Đây chúng tôi được quyền. Đây hiện tại anh đang làm không đúng đây nhá. Hiện tại giấy là anh Phượng nhá, đưa cho tôi là không đủ căn cứ để làm nhá. Anh phát ngôn nữa cẩn thận. Đấy anh làm anh mang giấy gì thì anh mang anh tự biết. Còn anh cứ em quay đây quay từng tờ một thôi. Anh quay từng một được rồi. Anh cứ làm tôi đầy đủ anh, hiện tại anh đang làm sai đấy. Đây là tổ của chúng tôi đây. Được rồi. Tên tôi đây đầy đủ đây này. Đâu tên của anh đâu? Nguyễn Đình Phượng đầy đủ. Đâu anh tên của anh đâu? Anh quay đây, anh biết, anh quay hiện tại bây giờ em chưa nhìn thấy tên của anh nhá. Hiện tại tên của anh đang ở đây là tên của anh là chưa có nhá. Em nhìn từ đấy là gì tên... Anh nào quay nào ơi thanh tra anh đi. Quay anh nhìn thấy, anh quay anh nhìn thấy. Được rồi, bây giờ để em Phương ơi, em cầm điện thoại chụp từng tờ một lại cho anh nhá.
Tao cầm cái điện thoại của em đấy. Để anh quay đi rồi anh em. Em cứ mang đây. Anh làm sai các anh sẽ có đơn kiện. Anh yên tâm, bọn em nhiều rồi, bọn em làm nhiều rồi. Anh yên tâm như thế đi. Chắc chắn là nếu mà anh làm sai anh sẽ có đơn. Sai thì chịu nhiệm có gì đâu mà. Cho nói đây nhá anh. Tôi làm việc như nước thì tôi đi làm sai. Đây hiện tại anh đang làm sai đấy. Em chỉ nói cho anh biết là như thế nhá. Em chụp từng tờ một đợi cho anh. Anh xong chưa? Xong yêu cầu anh. Dạ em chụp lại từng tờ ấy. Em chưa xuất trình được. Tại vì anh chưa làm đúng, em chưa xuất trình. Tôi làm gì đúng? Anh cứ để nguyên đấy. Cứ bình tĩnh anh ạ. Làm gì cứ bình tĩnh. Còn em chưa đây là tổ công tác của anh còn chưa đủ người, em chưa được phép xuất trình cho anh đâu. Anh nên nhớ như thế. Sao nó không đủ người? Hiện tại tổ công tác ít nhất phải có 3 người trở lên nhá. Hiện tại anh đang tổ công tác của anh đang có 2 người nhá. Anh Phượng nhá. Tổ công tác hiện tại đi đây vẫn xe có 2 người ấy rồi. Anh chưa được phép đủ thẩm quyền để em xuất trình giấy tờ cho anh đâu. Làm sai thì có anh được quyền kiến nghị. Anh cứ yên tâm. Các anh làm sai sẽ có. Đây anh đang làm sai đấy. Đây nhá, tôi đang đi đường này, các anh bảo là tôi đi vào đường cấm nhá. Anh Phượng nhá. Tôi bảo ông cấm hết rồi. Anh Phượng đây em có video rồi, anh ạ. Anh yên tâm là như thế đi. Còn anh không đi qua mặt trận, tôi thấy rẽ rồi. Anh đây nhá, anh đang nói nhá. Hiện tại anh đang dừng xe tôi ở đâu thì anh tự biết nhá. Và anh bảo kêu tôi là đi đường cấm nhá. Em chụp lại rồi đúng không? Xong chưa? Em bây giờ em chụp xong rồi, còn có gì anh nói. Còn hiện tại bây giờ anh chưa đủ thẩm quyền để tôi xuất trình giấy tờ cho anh xem. Chúng tôi anh yêu cầu là có kế hoạch các thứ, tôi đã đi đây xem. Đây rồi, em có yêu cầu anh xuất trình giấy tờ xe, nhưng tôi người phương tiện tôi em chưa không việc gì phải xuất trình giấy tờ cho anh. Hiện tại anh đang làm sai, tôi không xuất trình. Tôi làm sai cái gì? Đây tôi làm sai em... anh được quyền kiến nghị. Được rồi, em xin phép anh, em anh cho em xem cái tên đó. Thanh tra sở thông Hải Dương Vũ, anh Hiếu nhá, chuyên viên nhá. Rồi bây giờ hiện tại vẫy xe tôi ở đầu tiên dừng đỗ để bỏ tôi đi vào đường cấm nhá. Tôi yêu cầu về kiểm tra tài trọng, nhưng tôi không nói là anh có video, em có video từ đầu đến cuối luôn, anh yên tâm như thế. Còn tải trọng ở đây, hiện tại anh đang bắt ở tôi ở đây, anh cũng chưa đủ thẩm quyền để cân tải trọng xe tôi. Tôi yêu cầu anh xuất trình báo cho xe tôi không xuất trình. Anh muốn làm gì anh làm. Tôi chưa xuất trình, tôi sẽ... Anh thích làm gì anh làm. Tại vì anh chưa làm đúng tôi không thể xuất trình cho anh được. Anh phải nhớ thế, đây tôi có video mà. Anh không đủ thẩm quyền để tôi xuất trình hết rồi. Còn lỗi của tôi đâu, tôi chịu đấy mà. Quan trọng là đâu. Em cứ để nguyên đấy. Lỗi của mình đâu, mình chịu đấy, mình lái xe lấy. Đi đâu mà. Làm không đúng làm sao. Thuyết phục không thuyết phục mình làm sao làm được. Đây nhá, tôi ra thở dung hiện tại đây. Quay cho mọi người xem nhá. Tắt cái máy đi cho anh đi. Tắt cái máy đi được mà. Đây nhá, tổ công tác này, tuần tra kiểm soát thì thanh tra thì có 2 người anh nhá. Làm không đúng chức trách và nhiệm vụ này. Xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương nhá. Em cứ ngồi, em cứ chụp giấy rồi cứ để nguyên đấy cho anh. Anh tối và anh. Đây nhá, anh Phượng nhá. Anh Phượng tổ công tác đi 2 người là tuần tra kiểm soát tôi không cần quan tâm, nhưng mà đi làm chức trách và nhiệm vụ là chưa đúng này. Nói tôi là đi vào đường cấm mà bây giờ đòi cân tải lại, trong khi đó tổ công tác hiện tại có 2 người tuần tra kiểm soát đợi cân xe tôi nhá. Thế nhờ anh em giao thông văn minh này, có gì tối nay sẽ có đơn nhá. Em để nguyên đấy, để tối anh về anh xử lý. Ngồi lên xe đi. Làm sai thì mình sợ cái gì mà mình không sống làm. Lỗi đâu mình chịu đấy mà sợ gì đâu. Đây nhá, xe 34A nhá, 00118 nhá các cụ nhá. Tối nay em về em sẽ giải quyết vụ này. Đây
Thế anh cha này làm này, các anh cứ tưởng thích làm gì làm. Đây là bao nhiêu video đây em lưu hết rồi các cụ ạ. Đây em quay từ đầu đến cuối rồi. Tôi yêu cầu lần nữa anh chấp hành xuất trình báo. Em không xuất trình giấy tờ vì anh làm không đúng thì em không thể xuất trình được. Anh không chấp hành, không cho anh xuất trình. Đây em có video từ đầu đến cuối, anh cứ yên tâm là như thế đi. Các anh cứ yên tâm đi. Không chấp hành xuất trình tôi sẽ gọi lực lượng. Anh cứ gọi thoải mái. Anh thích cân, thích làm gì làm, anh thích cân ở đây cũng được. Gì đâu mà anh lỗi đâu em chịu đấy, em có ngoại đâu đấy nhá. Xe tôi đây nhá, xe của em đấy nhá, lỗi của em đến đâu em chịu đấy, không có vướng gì cả, đúng rồi thôi, đúng rồi làm anh ạ. Anh các anh làm sai thì các anh phải chịu thôi, gì đâu mà các anh có sao có số thì em có cái gì đâu mà ngại đâu. Đây nhá anh Cường nhá, anh Cường ơi, có gì tối đây về xử lý giúp em nhá. Vâng em chào anh nhá. Đây xe em đây. Đây là cha có hai người này, chúng ta vẫy xe như đúng rồi này. Bảo em đi vào đường cấm này, xong bảo cân tải anh thích cứ cân thôi anh ạ, anh Cường ạ. À. Ok anh. Đây em quay từ đầu đến cuối rồi. Vâng, đây xe em đây. Đây xe đây, tổ công tác có hai người đây, đang đi vẫy lại. Đây nhá, xe đang đường đang lưu thông trên đường đi Gia Lộc cũng nhá. À. Ok anh ơi, đây em quay từ đầu đến cuối rồi, có bằng chứng rồi, giấy tờ cũng người ta xuất trình giấy tờ có đúng đâu, nên mình không ngại. Đây em quay rồi. Vâng, tổ công tác người ta đi có hai người đây anh ạ. Nhưng mà xe em đang lưu thông mà. Em có cả video, có cả cam trên xe mà. Vâng. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của mình. Các bạn hãy subscribe và đừng quên bấm chuông để xem những video mới nhất nhé. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của mình.